Chiều ngày 26 tháng 12, Hội đồng Nhân dân phường Nam Khê khóa 17 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 7 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và quyết nghị một số nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách trên địa bàn phường năm 2023. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Quốc Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Trầm Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thành phố, đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố ứng cử trên địa bàn phường. Năm 2022, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt kịp thời của Ủy ban nhân dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ và nhân dân phường Nam Khê đã đoàn kết một lòng, chung sức vững vàng vượt qua sóng gió, thực hiện thắng lợi các mục tiêu cơ bản của năm 2022. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 ngày càng hiệu quả, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 20 tỷ đồng, bằng 201,1% kế hoạch thành phố giao, đã hoàn thành việc hỗ trợ thoát nghèo cho 6 hộ nghèo và 16 hộ cận nghèo, bằng 200% kế hoạch thành phố giao. Trong năm, toàn phường có 352 lao động có việc làm tại các khu công nghiệp cơ quan xí nghiệp trong và ngoài địa phương đã vận động thành lập mới 12 doanh nghiệp bằng 171,4% kế hoạch giao. Hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục có nhiều đổi mới, vai trò của người đứng đầu các đoàn thể từng bước được thể hiện rõ nét. Công tác an sinh, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Quốc Trung, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo thành ủy, giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố đã thông tin đến các đại biểu về kết quả kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố Uông Bí khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên tinh thần dân chủ, các đại biểu đã thảo luận đưa ra các giải pháp quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội phường, dự toán thu chi ngân sách địa phương, kế hoạch đầu tư công năm 2023, quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ và thực hiện một số nội dung khác theo quy định.